Bến xe nước ngầm Hà Nội. Những ngày mưa bão này, mỗi ngày chỉ còn vài chuyến đi về các tỉnh miền Trung. Anh Nhất cho biết, ở quê anh hai ngày nay, từ trường học, cơ quan công sở đến nhà dân, tất cả đã chìm trong biển nước. Vẫn biết về quê lúc này là nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết định phải mua vé để về quê. Ba mẹ em ở nhà quê là già rồi, nhưng mà liên lạc được, nên là rất là lo lắng. Giờ nên là em phải muốn về quê gấp để mà nói chung hỗ trợ được gì cho bố mẹ thì hỗ trợ. Anh Thành cũng quyết định mua vé về quê gấp. Theo lời anh kể lại, ở quê anh giờ cũng chỉ có hai bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Đến chiều tối qua, nước lũ dâng cao cũng là lúc anh mất liên lạc với gia đình. Anh rất lo vì chẳng biết bố mẹ già ở nhà có được an toàn hay không. Giờ em quyết định em bắt xe về đến chuyến cuối cùng của xe rồi em sẽ xin theo xuồng cứu hộ rồi em sẽ xin đi theo người ta, đi chỉ đường cho người ta và vào thăm hỏi gia đình người thân thế nào. Những bạn trẻ này nhiều ngày qua cũng đã hết mình với công tác thiện nguyện. Họ cho biết 3 ngày qua đã có hơn 5.000 suất ăn được cấp phát miễn phí cho bà con vùng lũ. Hiện đang có 7 điểm bếp ăn cứu trợ khẩn cấp ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, duy trì hoạt động nhờ nguồn kinh phí họ huy động được từ các nhà hảo tâm. Bà con bây giờ là không còn cái bếp để nấu mì tôm hay là mọi thứ nữa, mà cần hỗ trợ nhất thiết là các suất ăn để duy trì cuộc sống và cũng là để đảm bảo vệ sinh hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và hỗ trợ cấp kinh phí cho bà con đến khi mà nước rút. Các bạn trẻ này cũng cho biết họ sẽ vận động quyên góp chủ yếu là tiền mặt và các vật dụng thiết yếu như áo phao, nước uống và lương khô. Đến nay, số hàng cứu trợ họ quyên góp được đã là gần 400 triệu đồng và 500 chiếc áo phao. Chúng tôi rất mong muốn được sự ủng hộ của tất cả những cái thành viên trong Hội Đồng Hương Quảng Bình, cũng như là sự chung tay của tất cả bạn bè gần xa, những tấm lòng vàng trên cả nước để làm sao giúp cho người dân vùng lũ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Những chuyến xe chịu nặng những lo toan đang lăn bánh ngược về vùng lũ hay những thùng hàng cứu trợ được chuẩn bị tại đây đã thay lời những con người được sinh ra và lớn lên từ miền Trung nói lên tình cảm của họ đối với quê hương vùng lũ. Và tất cả họ ngay lúc này đều mong muốn phải làm được một cái gì đó cho miền Trung. Họ cũng đều có chung một niềm tin rằng với sự chung tay của đồng bào cả nước, thiên tai dù có khốc liệt đến mấy, người dân miền Trung kiên cường cũng sẽ nhanh chóng vượt qua những mất mát đau thương để ổn định cuộc sống.